Làm mỹ nhạc này mở chứng hợp lý này. Đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Làm mấy quả trứng, mở trứng nào anh em ơi, đây. Họ anh Tuân Mở đã trứng ủng hộ linh thú Mesa cho chú Hoàng Linh heo đi. đất chủ quán tính tiền cho máy đa. Làm quả trứng anh em ơi. Đớp đây. Cáo tiên u hồn là con đẹp dã man anh em ạ. Con cáo tiên được nhá, được nhá. Đến mấy trứng là 4 trứng này. 10 trứng này. 11, 12, 13. 13 với 19 là khoảng tầm 32 quả rồi. 32, 33 này, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 quả trứng. Khoảng tầm 42 quả trứng anh em ạ. Cáo tiên ngon chưa kìa, chó đỏ chưa. Làm nhẹ cáo tiên. Ôi, Medic Ma này không ngon. Mở tạm trứng linh thú hoa linh trước anh em ơi, mở tạm trứng trước nhá. Làm đi trứng, làm đi trứng, làm đi trứng, làm đi trứng. Ui giời ơi, con này xấu thế. Ăn đít ma tịnh hồn à, cứ tịnh hồn thôi. Đập trứng, đập trứng, đập trứng, đập trứng, đập trứng. Bùm. Cáo tiên linh hồn, con này xấu thế nhở. Đen chưa? Đen cả trong kia, nó ngoài chưa? Mỡ. Ui giời ơi, dễ chưa? Kỳ lân kẹo ngọt 3 sao luôn này. Được 2 ma sao, được 2 ma sao nha anh em nhá. Mở nhanh, vội lắm rồi. Ui giời ơi, ăn cướp đâu à, tạ trường ăn cướp thôi. Tiên linh đinh tiên cá này, con này đẹp này, con đẹp này, đẹp, đẹp, đẹp anh em. Con này 3 sao ổn luôn, ổn áp luôn. Đang mở con trứng thường trước, trứng thường trước. Bùm. Ui giời ơi, dễ chưa? Dễ chưa? Ban 3 sao rồi đấy. Cứ mở vài quả trứng đấy, ban 3 sao rồi. Hơi dễ nhở. Ui, kỳ lân giả lập con hiếm này. Hàng hiếm, 2 sao luôn này. Ui giời ơi, kia này đẹp chưa? Hàng hiếm anh em ạ, à, con này hàng hiếm đấy. Hàng hiếm luôn. Có hệ kỳ lân anh em ơi. Ngon chưa, truyền thuyết này. Chó đỏ chưa? 5 quả trứng. Sang hắc tính con này hơi đần. Không ngon lắm. Quái xương cục xương truyền thuyết 3 sao. Con này đẹp anh em ơi. Quái xương cục đường này, cục đường cái là cục xương. Đâu gặp cục xương anh em ạ, 3 sao. Ngon chưa? Bỏ nốt một trứng rồi đánh cờ anh em nhá. Đây rồi, đây rồi. Đôi giày. Đôi giày. Quái sừng cay đây ai pop star xấu thế. Con vợ giống mặt tạ trường, vợ tạ trường thế ta. Mở. Ui giời ơi. Bạch thuộc cây DA này out top rồi. Con nào đúng nào top rồi đấy. Lấy con này nào top đấy. Thôi bỏ. Bỏ. Hiệp sĩ cánh cụt. Cái đi anh còn giống Green chưa? Con này cầm cầm cái dao, con dao giống giống trong gì nhỉ? Con lao tô anh em này, con dao gì giống giống con lao tô này. Quang Thành đã ủng hộ 10 star cho chú heo đất, cứ ba là đẹp thôi. Cứ ba là đẹp anh ơi, cứ ba là đẹp rồi anh ơi. Làm quả anh ơi. Đớm đấy. Cánh bạc bình minh thì bẩn chưa? Tin bẩn chưa? Có mở chốt yêu, không mở chốt yêu nhá. Đan khô bánh quế quýnh quy sừng à. Hơi nhiều 3 sao anh em nhở. Con này đẹp đấy. Được đấy. Được của nó đấy. Mở. Vội lắm rồi. Vội lắm rồi. Ui giời ơi. Cứ 3 sao thôi. Cứ 3 sao thôi. Đánh đánh danh cái đỏ này thích không? Anh danh cái rôn tướng đỏ cho đỏ này thích không? Hiệp sĩ đắc kín này. Mở hết làm gì anh ơi? Mở từ từ anh ơi, mở hết làm gì? Cứ mở hết thôi.
Bùm. Quái sừng kim giác vĩnh cửu. Không đẹp lắm. Tí nằm trên cũng không anh em ơi. Tí mở cũng không anh em ạ. À. Làm tí tốt hình giả. Làm tí tốt hình giả giải tốt. Đánh cho chiến. Mở đây, đớp đây. Toán 3 sao anh em ạ. Úi giời. Umbra Thanh Long này, con này ngon chưa? Đầu yên của Thanh Long luôn. Không trận đâu được anh em ạ. Yên của Thanh Long luôn, màu đỏ. Chưa thế nào được, chưa thế nào được. Chưa thế nào được. Mở trứng. Ao xìn hắc tinh rồi, nhìn bẩn thế nhở. Bẩn nhở. Mắt hồng ạ. Trứng linh thú nhóm 2 đây. Linh thú trứng thú lên đế hộ đây. Mùa mới đấy anh em, mùa mới đấy chưa mở. Để dành lại 19 quả để mở đấy. Đây. Bị mở, bị mỏ đấy anh em, cứ từ. Cứ từ từ. Bị mở ra đây. Phun phanh đào hơi xấu tí, tạm được. Sao đây, sao đây? Sao đây, sao đây? Vội lắm rồi. Vội lắm rồi. Cánh cụt Pengu hay sao? Đây anh em ơi, giờ bắt đầu mở trứng này. Linh thú lễ hội quái thú 2021 500 năm nay anh em ạ. Mở. Ui giời ơi, John CC Bình Thiên Đại Thánh này. Con này còn hai khuyên. Thích thú này. Hai cái sừng như ma vương. Lại thêm cái móc cái mũi luôn này. Ôi giời. Thêm đồng đèn luôn cơ mà. Không đẹp lắm. Bùm. Ui giời ơi, quái sừng tê giác này được nhá. Con này được nhá, hai sao luôn này. Nó làm cái nữa. Ui. Dễ chưa? Dễ chưa? Ba sao luôn. Nó lại là dễ. Mở. Trông như ma vương này, con vợ như ma vương màu hồng ạ. Con như ma hương anh em mà đáng ra là màu xanh. Quay con như ma vương màu hồng ạ. Nhìn thế thế nào nhỉ? Mở. Vội lắm rồi. Thế đang nhìn hơi đần, hơi đần. Xin xa tôn hành giả. Tôn hành giả. Xả anh tôn. Mở. Vội lắm rồi. Xin xa giả anh tôn này. Tóc bạc luôn này. Chiến trường. Tóc bạc nhìn chiến nhờ. Không biết 3 sao nhào thôi. Không biết 13 quả được con 3 sao đúng không. Làm bài con 3 sao đi. Quấy sự kim giác này đần chưa. Xấu nhờ. Không đẹp lắm. Giống ông Oliver ạ. Giống tôi thôi. Một con ma sao, một con ma sao, một ma sao. Ngon. Ngon quá. Ui giời ơi, cái này ba sao không đẹp. Tạm được, sẽ tạm được, không đẹp lắm. Mở. Ma vương hai sao này cứ hai sao con không yêu vương thôi. Ma vương xấu chưa? Cứ sang hai sao thôi. Giải tốt. Nhìn ma vương ba sao luôn, hai con ba sao luôn. Hợp mệnh mới có chuôn gì nhở? Hợp mệnh có chuôn mấy đái con chuôn này gắn liền tôi từ đầu mùa đấy. Đầu mùa đấy anh em ạ. Giải tốt. Tốt anh giả. Được chưa? Mở. Ôi giời ơi, dễ chưa. Giải tôn dễ chưa. Mở. Ui giời ơi. Không có nhìn được nhờ, nhìn được chưa. Nhìn được chưa. Ôi giời ơi, hơi dễ nhờ. Làm nhà hai con tôn đánh giả 3 sao. Đánh cờ cho đoạn này thì ngon không? Đánh cờ sốt đen vay đái, sốt đen vay cả đái. Mở. Ui, kiếm giác một sao, hơi đen tí. Đang anh Dũng mở, bảo con chôn giống như anh à? Anh ơi, con quái sừng nha anh em này, nhìn giống anh Dũng chưa? Đây.
mặt khác gì anh Dũng không? Cái bọn trôn giống tôi thôi. Con trôn này giống anh Dũng lắm anh em này, nhìn mặt rỗi chưa? Mặt rỗi chưa? Anh em xem chỉ động chưa? Chỉ động nhá. Trần Đại Nghĩa thua nhá, nhìn mặt rỗi cực. Thề luôn. Hiện cứ tông 87 này, mặt nhìn rỗi mấy đái luôn. Hay Dũng mở trứng vào con trong giống Đức Anh. Cứ giống thôi. Mở. Ủa này có rồi. Thừa trứng à? Hết rồi à? Ok anh em ơi, đổi lại đây. Tạo trứng hiếm, mở tiếp. Mở tiếp anh em ơi. Vẫn còn. Còn chơi thì còn mở anh em ơi, còn mở. Vẫn còn. Bụi lắm rồi. Xào lốt đi. Được chưa? Xào lốt bốn quả. Mở. Ui rồi. 3 sao luôn đấy anh em này. Trời ơi. Bảo chó đỏ không tin. Ui giời, một quả đã 3 sao rồi. 3 sao hơi nhiều. Hay sao? Làm 3 sao đi. 4 quả làm 2 con 3 sao đi. Ui giời ơi, dễ chưa? 4 quả trứng làm nhẹ 2 con 3 sao. Hơi đơn giản anh em ạ. Làm quả nữa. Rồi, mà thêm chơi đẹp này. Bắc Binh. Rồi. Chuyên mục mở trứng đã kết thúc anh em ạ. À. Anh em hãy cho mình xin like, follow, ủng hộ với em mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Giờ chúng ta sẽ vào game này. Bét rồi. Con này cút. Con này xấu vãi đái. Đây anh em ơi. Tôn hành giả đây. Giải tôn đây. Đình Đình Dũng đã ủng hộ 10 star cho chú heo đất trứng 2021 mua chỗ nào đấy bro. Anh ơi. Trứng mua đây anh ơi, trứng mua đây nhá, đây này, linh thú và trưởng lực mới này, đây này, mua đây anh em, mua 15 quả trứng này, là được một cái trưởng lực cậy thông không như mình này, cộng thêm anh em mua thêm khoảng tầm 5 quả trứng bên nhầy nữa, thì sẽ được thêm một trưởng lực nữa, ok chưa, vào, vội đã vào đây, mua thêm 5 quả trứng nữa được khoảng cái quả quýt lổ này, đấy. Anh em ơi, trước nay em xin like ủng hộ với em, mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Làm tí nhạc nghe anh em nhờ. Đây rồi. Cứ tìm thôi.